Có ai ở nhà không? Không ai coi hết. Giờ này chưa. Ô, Alex Ngô. Diệu Hồ. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Được. Chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Trần Thị Hoài Phương, Kiều Tiền, Lê Văn Đô. Quả quá trời. Hiện giờ Lê Giang đang ở shop. Mọi người có rảnh không? Ghé qua đây đi. Tiêu Hiểu, Phúc Tành. Chỗ Thị Thanh Thảo, Đạt Ngô, Lương Ngọc Quỳnh Anh. Coi rồi, cái clip đó cô đã coi rồi. Trần Thị Thúc Thảo. Bà già đi lường gạt chuyên nghiệp quá ha. Viên Ngân, Phúc Thanh. Để cái ghế đặng lẹ lên. Mọi người đi đông đông đi, 160 người rồi. Hôm nay cả nhà khỏe không? Cô à, cô thì cô không khỏe. Cô thì đang bệnh. Đang bị cảm. À, anh Kiều Minh Tuấn của em kìa. Đang đi quay phim ở đâu đồ. Kiều Tiền. Kiều Tiền Tài. Ai? Ai vậy? Em đang quay bên quận 7. À vậy hả? Phim gì vậy? Phim 7980, 79 à 7980 với lại Tu Trang. Anh bây giờ anh nổi tiếng quá. Em làm sao? Em làm sao giới tới được anh? Bữa nay đi quay à? Trời ơi. Bữa nay chị không có quay. Bữa nay chị không đi quay hả? Bữa nay chị muốn quay. Quay với ai vậy? Quay bà Thu Trang. Justin. Dạ. Phim điện ảnh hả? Phim chiếu rạp hả? Dạ. Đây bức cảnh đây. Đó. Rồi ra ngoài để cho. Đại xíu để vô cái bà Trang cái. Vui quá nha. Trang ơi, bà Trang đâu ta? Trang đâu? Trang ơi. Ủa còn nữa hả? Qua ông đi đâu rồi mà? Mai đi tới chỗ đám cưới đó đứng ngoài trước thôi, đâu được vô. Phải đứng ngoài trước để mà. Trời ơi, cái giọng của ai thánh thoát giống là. Hello. Hello Thu Trang. Hello Giang. Hôm bữa chị qua quán lẩu của em ăn đó. Ủa bà Giang mà mở shop nào không hay biết gì vậy?
Trời chị mở cái tháng nay rồi. Dạ hả? Ở đâu hả? Ở 332 Lý Thái Tổ. 332 Lý Thái Tổ hả? Cái bữa nào em qua? À, bữa nào rảnh qua chị. Bữa chị Cát Phượng có qua. Vậy hả? À, hôm qua anh Minh Nhí cũng có qua. Ủa đó bán đồ nam hay đồ nữ? Có đồ nam nữa, thấy vậy nam không? Có cưng, mà chị Phượng qua mua đồ cho em chồng với lại cháu đồ không mà. Ừ. Còn chồng á, chị bắt phải qua đây mua chị mới chịu. Trời ơi, con mặt phải qua đây. Trời ơi, con cái mặt kìa. Cái mặt chị này đẹp không Trang? Đẹp má. Trời ơi, à bố đánh cái son giỏi chó. Đẹp mà tới đẹp má vậy. Túi người ta bậm luôn ở trên. Hả? Đó, mình đâu có nói gì đâu, mình chỉ nói tiếng Hàn. Mãi thao liền. Hả? Mãi thao. Gì? Mãi thao. Phụ của bạn tới gì? Không ai liền. Gì á? Mày quăng cái miếng gì? Nó quăng miếng mà không hiểu. Quăng gì vậy? Không hiểu gì trơn á. Nó quăng không hiểu gì á. À, miếng của anh Tuấn ngộ lắm. Phải suy nghĩ hồi lâu mới thấm rồi mới hiểu rồi mới cười rồi rồi về ngủ rồi tỉnh dậy mới cười. Bữa nay nhuộm tóc lại rồi hả? Dạ, yeah, bữa nay em mấy tóc lại rồi. Mày thấy mụn nổi chưa nè Lan ơi? Anh Tấn còn tính em biết rồi, để tối em về nếu như em không mua kịp thì em lấy cái hũ của em mới làm có hôm qua em cho chị được không? Được. Ừ, anh đẹp trai rồi làm gì em cũng thấy đẹp hết á. Trời ơi mới thứ tiên. Dạ. Mẹ nói thiệt chị luôn. 10 năm sau mày mới có, mày đừng có mơ. Ồ, oh, quá chắc tắt live stream quá. Em thấy để ý là kìa anh Tuấn nằm mới cúp. Tuấn anh nằm, anh nằm mới cúp hết diễn viên rồi tới dì cha rồi tới anh Tuấn anh nằm mới cúp để lấy cái mền đắp luôn anh Tuấn. Ôi, mấy đứa này nghiệp miệng quá. Ờ đúng rồi, ngày hôm qua là anh nằm anh ăn bất tỉnh em sợ nằm người ngủ luôn anh. Ủa tóc chị có bán cho con nít nữa hả? Đâu có đâu. Ai vậy? Con chị chứ đâu có bán đồ nít. Ai vậy hả? Ừ. Cưng quá. Em sắp chị bán đồ nữ. Con bán đồ nam không? Có đầy đủ hết trơn á. Vậy hả? Ờ nè, đồ nam nè. Đồ nam nè. Được á. Nè, đồ nam đẹp lắm. Nè. Áo sơ mi nam nè, áo thun nè. Bữa chị kêu là mua cho Tuấn mà chị Phượng nói thôi để Tuấn qua Tuấn lựa. Dạ. Khi nào em rảnh em qua. Qua chơi với em cũng được anh Tuấn. Trời ơi. Anh Tuấn có nghe em nói gì không? Anh Tuấn ơi, bây giờ em phải nói với chị Phượng sao để em được anh Tuấn. Em hỏi ra em có đụng gì tới nó tự nhiên nó rớt chứ, nó trơn như thế này nè. Đó, áo sơ mi nè, em đẹp lắm nè. Thấy không? Cơ bản là bây giờ đó. Thấy không? Dạ. Ok, để qua mua mấy cái áo bông. Nè, dài nè. Thấy không? Thấy em chiếu cho anh coi không? Ép càng lại có Tuấn. Ok, chị. Ừ. Mấy đôi này dễ thương nè. À, mẹ. Dây đẹp. Đó, ok. Dây ok nè. Ok. Đó. Đi nịch nè. Mẹ. À, thôi thôi được rồi để mẹ chiếu cho chú coi thôi, con đừng có phá mẹ. Đó, thấy đẹp không? Đẹp không? Dọn, yeah. Dọn sắp đi. Ok. À, vậy thôi anh làm mặt em qua. Dạ. Yeah. À, ok. Cái thu học sâu này ở đâu vậy chị Trang? Ở Phát Sơn Hùng Dương á. Bây giờ live stream cả nhà coi xem áo nha. Nè. Cả nhà ơi. Đây nè. Đó. Đẹp lắm.
đẹp lắm, chất liệu tốt lắm, mặt rất là dễ thương. Đây là lốc. Chị mặc vô thử khán giả thấy mới mua. Chị không đi thay ra thay vô chị mệt lắm em ơi. Có đồ bộ không vậy cô? Có đây để cho chị cô đưa. Đây nè. Đừng có phá con mẹ con. Chanel, 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 đẹp không cả nhà. Đây là chất thun mịn nha, mịn rất là thoải mái nha. Đây. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết nha. Cả nhà hãy nhanh nhanh qua shop của Lê Giang đi. Đó, những mẫu đẹp trong nhà. Cái này thun rất là đẹp mà rất là mịn, mặt rất là mát, thoải mái để mà mình, ví dụ mình ngồi trên máy bay hoặc là mình đi du lịch, mình đi đâu đó rất là ok nha cả nhà. Bộ đồ giá bao nhiêu? Mua mua bộ đồ của Lúc. Không phải không? Ra chắn ra cho Lúc thả thì ra coi. Đừng, đừng Lúc. Năm mươi mốt tuổi mặc được không cô? Được rồi, được. Nghĩa là phồng phồng đó là 332 lý thái tổ. 40 mấy tuổi, cái chất liệu nó mịn màng lắm. Để mà mình đi du lịch rồi mình bận nó rất là thoải mái. Có lúc rồi. Lê Giang rồi để mấy bộ mặc luôn á, để mà đi trên đi đâu, đi quay hay là đi du lịch rồi. Là để mặc như quần jean bỏ vô thùng rất là đẹp, rất là sang. Có Hà Trí Quang nữa nè. Hà Trí Quang đang xem. Hà Trí Quang xem nè. Áo đẹp lắm nè Hà Trí Quang ơi. Có mặc được cái nào không vậy? Rất là sang trọng nha, rất là sang, rất là đẹp. Sản phẩm ở đây là mỗi ngày mỗi mới, cho nên là khi mà live stream rồi thì khách hàng tới đây mua rất là nhiều và sẽ thay đổi mẫu mã liên tục. Việt Nam có nhiều lắm nha.
màu xanh dương. Ai thích mẫu nào chụp hình lại nha. Lúc quay đứng bài lúc. Để lúc có đưa mấy bộ đồ về. Về Hà Nội quân. Chị trẻ trẻ à. Không biết nó qua điện và bác hồi bà tới. Chị ơi bên cô có zoom không? Có cao gót đây nè. Đây. Giày cao gót. Hai mẫu đầm suông. Chào mọi người đi. Bội lên hình đẹp quá. Sang lọc. Kirimin Akusatu. Gì bà lúc la 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 la
đồ bộ có 50 kg không, 55 kg không? Đây có đồ nam bạn ơi. Anh Ngọc có nhiều mẫu mới lắm Ngọc. Tùy mẫu nha bạn ơi, vậy búp bê tùy mẫu. Nè lúc chỉ giày đi. Đừng đừng. Nó này chỉ giày luôn. Rồi xích ra xích ra đây. Giày không? Đừng 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 phá. Rồi 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 được rồi, con xuống đi. Tôi là con lái kìa. Con lái là con gì? Con lái, con lợn gái. Con lái. Rồi lúc chào mọi người đi. Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà tới số 332 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, shop của nghệ sĩ Lê Giang. Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc.